Ngày 20 tháng 7, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới MSF cho biết đã giải cứu 47 người di cư ngoài khơi bờ biển Tunisia và Italia. Đây là chiến dịch giải cứu thứ ba của tàu Shield Perseverance thuộc MSF trong 24 giờ qua. Tàu Shield Perseverance đã giải cứu tổng cộng 226 người di cư kể từ ngày 19 tháng 7 đến nay. Thủ tướng Tunisia Ahmed Hajani đã hối thúc các quốc gia châu Âu đẩy mạnh hỗ trợ tài chính cho Tunisia và một số nước khác nhằm kiểm soát dòng người di cư từ khu vực Hạ Sahara của châu Phi và Trung Đông. Nằm ở trung tâm Địa Trung Hải, Tunisia là một trong những điểm trung chuyển chính được người di cư lựa chọn để tiếp cận châu Âu bằng đường biển. Hàng ngàn người hiện đang tập trung tại thị trấn Amra và Jebel Niana, miền nam Tunisia. Họ chạy trốn xung đột và nghèo đói với hy vọng có được cuộc sống tốt hơn ở châu Âu.